chế độ ba hàng Tây Giang và đội thị trấn Sóc Sơn. Mình đến muộn năm ra là tỷ số hiện tại bây giờ là thị trấn Sóc Sơn đang dẫn trước đội ba hàng Tây Giang là 11-9. Xét về trận đầu tiên bên thị trấn sắc bóng. Của số 6 Sơn Giang và đầu của số 4 thị trấn Sóc Sơn đem lại điểm cho đội Sơn Giang 10-11. Như vậy là đội Sơn Giang số 4 chặn lưới điểm cho thị trấn Sóc Sơn 12-10. Vẫn là số 6 anh bỏ nhỏ sau khi thấy đội thị trấn nhảy lên chắn bóng. Một pha chắn bóng rất hay. Như vậy là trọng tài bắt lỗi trọng lưới của số 1 thị trấn Sóc Sơn khi anh nhảy cầu. Lưỡng kỹ thuật điểm cho thị trấn cho Sơn Giang 11-12. Bây giờ anh có một pha rồi.
số 9 thị trấn. Số bây giờ vẫn giữ nguyên là 17-12. Một pha đập bóng ngoài sân, trọng tài xác định bóng không chạm chắn bóng ngoài sân. Pha đập vào giờ của Hiếu Xuân Giang điểm cho thị trấn Sóc Sơn 16-12. Một pha thủ rất tốt của số 8 thị trấn. Chưa có điểm. Một pha xử lý ngay từ tiền hàng của thị trấn không được rồi. Số 9 một pha trong bóng của Cửu Y được cơ hội không phòng thủ thành công của đội Sơn Giang điểm lại cho thị trấn 19-12. Vẫn là Hiếu và vừa rồi một pha đập bóng cực kỳ con ngoan của Hiếu Sơn Giang số 8. Anh đập chạm vào tay trắng và bóng rơi xuống làm cho đội thị trấn không kịp phản ứng. Điểm cho Sơn Giang 13-19. Khoảng cách bây giờ đang là 6 điểm 13-19. Phía số 8 Sơn Giang phát bóng. Bóng đi quá dài ngoài sân điểm cho thị trấn 20-13. Thank you.
một chuỗi lên điểm của Xuân Giang, thị trấn đã xin hội ý. Từ phút hội ý, hai đội tiếp tục vào thi đấu. Số 9 thị trấn vừa rồi anh có một pha tấn công của Diên Bố rất mạnh nhưng bóng sốc tiếc lại đi ra ngoài để cho Xuân Giang. 19-24 thì chung là một chuỗi lên điểm của Xuân Giang rất hay. Chữ A điểm cho Xuân Giang. 20-24 vẫn còn trả bóng an toàn. Số 7 chấn bóng thành công, như vậy là sau một chuỗi những điểm của Xuân Giang đã là 21-24 rồi. Số 9 của thị trấn đang kéo lại. Như vậy là do mình đang muộn mình không biết, nhưng mà chính thức là ban tổ chức cho đánh set 30. Sau khi mình tìm hiểu thì là ban tổ chức cho đánh set 30. Như vậy là 28-21. Cơ hội của Xuân Giang rất là khó khăn. Một pha đập bóng ở phía chính thật tấn ra ngoài, điểm cho thị trấn.
29. Trấn đã giành thắng lợi ở trận bán kết thứ hai.